chào các bạn đến với kênh của mình. Sớm giờ thì mấy anh em cũng cào được khoảng là gần một kết sào lông rồi các bạn, với cá đầu thì nãy giờ cào cũng được một mớ sào lông này rất là bự nha các bạn. Thì cá thì cũng nhiều, tôm, tít, ghẹ. Đây được con ghẹ các bạn. Ghẹ càng xanh, bị gãy hết càng này. Thì chú Út ổng đang lựa nha các bạn. Lựa bỏ vô đặng đem lên bờ đặng bán nha các bạn. Ba con mắt tre này nhóc hết trơn nha các bạn, với cá bốn sao, với mới cái đàn cày. Cái đàn cày cái này thì nói chung thì rất là nhiều á, với sò cò các bạn, sò cò này hơi nhỏ á. Đây cá đàn cày còn sống rồi các bạn, cá này ăn rất là ngon. Đây mới sò cò. Đây mồi bán không ơi các bạn. Đây con sò cò chú ở đây quá trời bự luôn. Sào lai nữa, sào này là sào lai, sào đó là sào quyết đực. Đây được một mớ bắp chuối đây các bạn, chuối này con bắp chuối này ăn cũng rất là ngon luôn. Đang lấy cào ơi các bạn. Wow, một chiếc chạy ngang, một chiếc sắn vô. Đây có ghe mấy anh em ở xóm mình cào ơi các bạn. Chiếc này là đặt cumin 350, chạy dịch là 1m45, chẹp số là 5 tua. Chỗ này rất là bự các bạn, bờ ngang có 4 mét là ngang các bạn. Wow, cái vỏ quá trời bự luôn. Sớm mình có vỏ này là bự nhất kìa các bạn. Chạy rất là dữ luôn. Qua lỗ đâu sát đây vậy? Qua wow, chạy quá sát, qua mặt luôn rồi các bạn. Qua wow, chạy vườn qua mặt luôn, bê sát bên đây luôn.
trúng cục sò, mấy anh em chạy quá trời luôn các bạn. Rồi ghe đó có một bà chị đi đấy các bạn, người phụ nữ á. Bên đó đang lên cầu rồi các bạn. Bên đó đang lấy cào rồi các bạn. Còn chiếc ở trước này là đi có hai vợ chồng mà, thì anh chồng thì chạy máy, còn bà chị thì ngồi đằng sau làm á. Đây mình thấy chở cũng thấm mũi ha, vì ghe hơi nhỏ rồi các bạn, chắc cũng dung bao rồi ha. Bị ở đây sò rất là nhiều luôn rồi các bạn. Máy mình zoom xa nó hơi bị mờ, hơi bị bể hình, các bạn xem thông cảm giùm mình ha.